Xin chào quý khán giả, đây là video đầu tiên về tỉnh Cà Mau. Và thú vị hơn lại là một video về một địa phương nằm ở cuối cùng trong tỉnh này và cuối cùng trên bản đồ Việt Nam, huyện Ngọc Hiển. Đây là đơn vị hành chính gồm hai phần đất liền và hai đảo, với vị trí địa lý gần như là một lợi thế cạnh tranh duy nhất của họ. Xin chào mừng quý khán giả. Huyện Ngọc Hiển nằm về phía nam của tỉnh Cà Mau, có điểm cực nam trên đất liền của Việt Nam, ở một điểm chiến lược địa kinh tế và chính trị quan trọng của quốc gia. Đây cũng là một trong hai đầu mốc để định vị và xác lập vùng vịnh Thái Lan. Cùng với Kota Bharu của Malaysia, nó tạo thành đường giới hạn ranh giới bên ngoài của vịnh biển này. Đó là vùng biển phía tây của huyện, còn phía đông là vùng biển còn lại thuộc Biển Đông. Với ba mặt giáp biển thì huyện Ngọc Hiển được bao quanh bởi một vùng nước rộng lớn, hàng chục ngàn km vuông, tiếp giáp hoặc là gần gũi với nhiều quốc gia như Thái Lan, Campuchia, Malaysia và Indonesia. Thực chất thì vùng vịnh Thái Lan là một bộ phận của Biển Đông. Tuy nhiên vì có sự khác biệt tương đối về địa lý và hải văn nên trong video này xin được phân làm đôi để tiện theo dõi. Vùng Biển Đông là ở bên ngoài, vùng vịnh Thái Lan bên trong, đôi khi còn được gọi dân dã là Biển Tây. Theo đường thẳng thì huyện Ngọc Hiển cách biên giới Thái Lan, Malaysia 398 km, cách quần đảo Riau của Indonesia 620 km. Cách thành phố Hồ Chí Minh 315 km và cách biên giới Việt Nam Campuchia khoảng 203 km. Đó là theo đường chim bay. Sẵn đây xin tiết lộ với các bạn một sự thật, tỉnh Kiên Giang và tỉnh Cà Mau là hai địa phương giáp ranh với nhau. Trong trí tưởng tượng của các bạn thì họ rất gần nhau, đúng không? Không hề nha. Do đây là hai tỉnh rộng thứ nhất và thứ nhì ở đồng bằng sông Cửu Long, nên nếu đi bằng đường bộ từ các huyện thành phố phía bắc của tỉnh Kiên Giang tới các huyện phía nam của tỉnh Cà Mau như là huyện Ngọc Hiển này đây thì tương đương đi qua 6-7 tỉnh. Và thời gian di chuyển thì lâu gấp rưỡi so với từ Kiên Giang đi Sài Gòn. Cho nên đối với mình, việc đi Cà Mau thì nó không hề mau như là cái tên của nó. Ngọc Hiển có phải là một huyện đảo hay không? Trên bình diện rộng thì chúng ta thấy huyện này tiếp giáp với rất nhiều quốc gia, đúng không? Còn trong phạm vi của tỉnh thì Ngọc Hiển chỉ tiếp giáp duy nhất với một huyện là huyện Nam Căn, nằm ở phía Bắc. Đồng thời thì hai địa phương này tách biệt tương đối bởi hai con sông là sông Cửa Lớn và sông Bồ Đề. Thành ra bốn phía của huyện Ngọc Hiển là nước. Nó giống như là một huyện đảo luôn vậy, tương tự như là huyện đảo Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh. Theo điều 19 của luật biển Việt Nam thì đảo là một vùng đất tự nhiên có nước bao bọc. Khi thủy triều lên thì vùng đất này vẫn ở trên mặt nước. Không rõ hiện nay huyện Ngọc Hiển có được hưởng các chính sách ưu tiên cho huyện đảo hay không? Chắc là không. Bởi vì trong các tài liệu giáo khoa của Việt Nam chỉ xác định 12 huyện đảo. Hiện nay là 11 huyện và một thành phố đảo. Trong đó thì không có huyện Ngọc Hiển này. Dù vậy thì riêng xã Tân Ân của huyện Ngọc Hiển được Thủ tướng công nhận là xã đảo năm 2016. Còn xã Đất Mũi thì được hưởng các chính sách đặc thù cho các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Huyện Ngọc Hiển có diện tích tự nhiên là 735 km vuông, chiếm gần 14% diện tích của tỉnh. Địa hình của huyện Ngọc Hiển tương đối thấp, có thể nói là một trong những huyện có địa hình thấp nhất ở Việt Nam. Phần diện tích chính thì có độ cao trung bình từ khoảng 0,5 đến 0,7 m so với mực nước biển. Trong đó cao hơn một chút là ở phía đông, khoảng 1m2 đến 1m5. Vùng ở giữa là khoảng 1m, còn phần phía tây thì chỉ đa số trên dưới nửa mét. Thậm chí là nhiều vùng bãi bồi thì chỉ lộ ra khỏi mặt biển lúc thủy triều kém. Riêng cụm đảo Hòn Khoai cách mũi Cà Mau khoảng 14 km, có độ cao tuyệt đối lên tới 318 m so với mực nước biển. Sự phân bố dân cư độc lạ. Huyện Ngọc Hiển có 7 đơn vị hành chính gồm thị trấn Rạch Gốc và các xã Tam Giang Tây, Tân Ân Tây, Viên An Đông, Viên An và Đất Mũi. Trong đó thì trung tâm hành chính của huyện đặt tại thị trấn Rạch Gốc, còn quần đảo Hòn Khoai thì thuộc xã Tân Ân. Mật độ sông ngòi tại huyện Ngọc Hiển là cực kỳ cao, không kể sông Cửa Lớn và sông Bồ Đề, thì theo phán đoán huyện này có khoảng hàng trăm con kênh rạch. Đến mức là đi khoảng mấy trăm thước đã có một con rạch con kênh rồi. Nó giống như là một cái lược dây, xẻ từ sông Cửa Lớn đổ ra Biển Đông. Sông ở Ngọc Hiển là không có nguồn cấp, mà chủ yếu chảy theo sự biến thiên của cơ chế thủy triều trên Biển Đông và Biển Tây. Huyện Ngọc Hiển là địa phương có dân cư thưa thớt, toàn huyện chỉ có khoảng 70.000 người, chủ yếu là người Kinh, chiếm 97%, còn lại là các dân tộc khác. Mật độ dân số khoảng 95 người trên 1 km vuông, thấp hơn 3 lần trung bình của cả nước. Thường thì dân cư sẽ tập trung thành từng cụm, chứ không rải đều theo kinh rạch như là kiểu của đa số các tỉnh miền Tây. Chủ yếu là các điểm dân cư hình thành bên cạnh các cửa sông lớn, mỗi nơi thì sẽ có khoảng 1.000 hộ dân. Riêng tại trung tâm huyện, tại Rạch Gốc thì có khoảng 3.000 nóc nhà. Một số điểm dân cư chính ngoài trung tâm của huyện là Rạch Tàu, xã Đất Mũi,
chợ thủ Tam Giang Tây, ông Trang, xã Viên An, Nhân Miên, xã Viên An Đông. Trên màn hình chúng ta là trung tâm thị trấn Rạch Gốc, huyện lỵ cuối cùng nằm trên bản đồ của Việt Nam. Thị trấn có diện tích rất là rộng, với khoảng 11.000 dân. Nhìn chung thì nhà cửa khá là đông đúc, diện mạo đường xá đô thị là tương đối. Ở các nơi đông dân là vậy, chủ yếu là ở cái viền ngoài này thôi. Các vùng ở bên trong đường tưởng tượng này, nơi mà thuộc khu vực nội địa, cách biển tầm khoảng 3 km là không có dân cư thường xuyên, chủ yếu là rừng. Đi ngang mà không có thấy nhà cửa gì hết, muốn sợ ma luôn. Sự hình thành dân cư này cũng là do một phần thói quen và điều kiện đi lại của người dân lúc xưa. Hệ thống giao thông. Huyện Ngọc Hiển cùng với huyện láng giềng Nam Căn trước đây là cùng một huyện thuộc tỉnh Minh Hải, sau này là tỉnh Cà Mau. Trung tâm huyện lúc đó đặt tại thị trấn Nam Căn, bờ bắc của sông Cửa Lớn. Năm 2004 thì huyện này chia tách thành hai, phần phía bắc sông Cửa Lớn lấy tên lại là Nam Căn, phần phía nam như chúng ta biết là huyện Ngọc Hiển hiện tại. Lúc đó thì hệ thống đường quốc gia chỉ tới thị trấn Nam Căn, bờ bắc sông Cửa Lớn. Nếu muốn qua huyện Ngọc Hiển mới này thì chỉ có thể đi bằng đò, kể cả đến trung tâm huyện. Tất cả cơ sở hạ tầng của huyện lúc đó gần như là không có gì cả. Đây là hình ảnh tư liệu của địa phương. Lúc đó thì chỉ có thể đi bằng đường thủy thôi. Người địa phương khác mà có công việc ở đây thường phải ở lại đến hết tuần. Đó là lý do tại sao các điểm dân cư ngày trước thì thường tập trung thay vì rải rác. Sẽ có những cái chuyến đò ngang đò dọc cố định giữa các địa phương này. Ai mà ở quá xa thì phải tự di chuyển bằng vỏ lãi. Huyện Ngọc Hiển có thể nói là địa phương cuối cùng ở miền Tây mà đò ngang đò dọc vỏ lãi còn giữ được niềm lưu luyến sau cùng. Giữa những năm 2010 thì có sự thay đổi ngoạn mục. Đường liên xã được xây dựng nhiều, chủ yếu là đường bê tông. Đáng chú ý là có một con đường quốc gia đi từ thị trấn Nam Căn tới tận đất mũi đã được xây dựng và hoàn thành vào những năm 2015-2016. Nó được gọi là đoạn cuối cùng của đường Hồ Chí Minh. Nổi bật trên tuyến đường này là cầu Nam Căn vượt sông Cửa Lớn, dài hơn 800m. Hệ thống cầu đường này cũng là huyết mạch và gần như là độc đạo để tiếp cận địa phương. Không biết vì khá mới hay sao mà dọc hai bên đường này cũng rất là ít khi thấy nhà cửa. Những công trình giao thông này tác động nhiều đến thói quen đi lại của người dân Ngọc Hiển. Những chuyến đò dọc thì ít thấy nữa rồi, còn vỏ lãi thì giảm đáng kể, chỉ còn rải rác để mà đi thăm lú bắt tôm. Đời sống kinh tế. Đúng như vậy, nền kinh tế của địa phương này chủ yếu dựa vào rừng và biển. Như các bạn đã mường tượng ra, với hệ thống sông ngòi thông từ trên xuống dưới, từ biển Đông sang biển Tây, thì hệ thống nước mặt trên địa bàn hoàn toàn là nước mặn và nước lợ. Hệ thống nước cung cấp cho người dân chủ yếu là từ hồ chứa nước mưa và các giếng khoan. Dân cư ở đây thì thường sử dụng nước rất tiết kiệm. Đổi lại thì trên địa bàn huyện thì hầu như khu vực nào cũng nuôi trồng thủy hải sản được. Diện tích nuôi trồng thủy sản kết hợp với rừng ngập mặn chiếm khoảng 90% diện tích tự nhiên. Trong một số khu vực, các đơn vị quản lý rừng sẽ giao khoán cho người dân tự chăm sóc, nuôi trồng và khai thác có kiểm soát. Hiện nay địa phương có khoảng 18.000 hộ dân thì đã có khoảng gần 12.000 hộ là có nuôi trồng thủy sản. Trong đó chủ yếu là nuôi tôm, bên cạnh là cua, cũng như các loài nào mà nó vô theo cái con nước. Có những cái khu vực thì người ta sẽ cho nước vào bên trong, xong đến một lúc nào đó sẽ tháo nước ra để bắt. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau, hiện nay huyện Ngọc Hiển có tổng diện tích nuôi tôm là 23.100 hecta. Trong đó thì hơn một nửa theo hình thức quảng canh cải tiến, có nghĩa là có can thiệp về nguồn giống, kỹ thuật nhưng mà ở mức tương đối. 9.000 hecta nuôi tôm quảng canh ít được chăm sóc. Hiện nay thì huyện cũng chủ trương giảm diện tích quảng canh. Và đặc biệt thì cũng có khoảng 336 hecta theo hình thức công nghiệp, thâm canh và siêu thâm canh, có kiểm soát hoàn toàn thức ăn, con giống và mầm bệnh. Ở đây thì cũng khá là hay khi mà phần lớn nguồn tôm giống của địa phương được chủ động ngay tại huyện luôn. Có khoảng 150 trại tôm giống, đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu con giống của địa phương. Hàng năm thì sản lượng tôm cung cấp xuất khẩu là khoảng 10.000 tấn. Họ đang thúc đẩy việc nuôi tôm theo hướng sinh thái đạt chuẩn quốc tế. Huyện Ngọc Hiển cũng có ngư trường rộng dữ trời, trên 15.000 km2, gấp mấy chục lần diện tích tự nhiên của huyện. Hoạt động nghề biển cũng khá sôi động, nhất là tại các cửa biển như là Rạch Gốc, Tam Giang Tây, Đất Mũi. Còn lĩnh vực du lịch thì chúng ta sẽ nói sau. Thu nhập bình quân của người dân là khoảng 55,7 triệu đồng trên năm. Dù còn khá khiêm tốn nhưng đã là một sự tiến bộ lớn tại một địa phương như là Ngọc Hiển. Nơi đất biết nở, rừng biết đi. Như nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã từng viết, miền quê hương em, đất cũng sinh sôi. Còn nhà văn Nguyễn Tuân thì ví vùng đất này như là ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm.
thì huyện Ngọc Hiển cũng đang ngày ngày tiến ra biển theo đúng nghĩa đen. Theo các số liệu mấy năm trước đây thì mỗi năm vùng đất này tiến ra biển khoảng từ 80 đến 100 mét. Rõ ràng thì vùng đất mũi này không chịu ảnh hưởng trực tiếp của dòng sông Cửu Long và lại khá tách biệt trong việc phân phối nguồn nước từ hai nhánh sông Tiền và sông Hậu. Nhưng trên thực tế thì lại là vùng bãi bồi tập trung lớn nhất, bồi lắng nhanh nhất và nhiều nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Vậy thì nguyên nhân tại sao? Hài hước mà nói thì chúng ta hình dung đất mũi nó bị kẹp giữa hai bên Biển Đông và Biển Tây như là cái meme này vậy. Còn nghiêm túc hơn thì theo các nghiên cứu của các nhà khoa học thì huyện này là nơi chịu tác động rõ rệt của hai kiểu thủy triều. Một bên sẽ có hai lần nước lớn và hai lần nước ròng trong ngày, hình thành nên kiểu bán nhật triều ở hướng đông và hiện tượng triều lên triều xuống một lần trong ngày ở vùng vịnh Thái Lan. Dòng chảy thực tế của Biển Đông và Biển Tây thì nó cũng khác biệt và chạm nhau tại mũi Cà Mau. Theo nghiên cứu của tác giả Phạm Xuân Dương, Viện Hải Dương Học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thì đây là dòng chảy tầng đáy của tháng 7. Lúc này chúng ta chú ý ở phía vịnh Thái Lan thì nó sẽ chảy theo hướng từ cửa biển Rạch Giá, sông Cái Lớn về mũi Cà Mau. Còn đây là dòng chảy tầng đáy vào tháng 1. Ở phía đông sẽ chảy từ các cửa sông Cửu Long theo hai hướng, một hướng là về phía Côn Đảo, một hướng là dọc về phía mũi Cà Mau. Nó sẽ mang lượng phù sa từ các nhánh sông này về phía Cà Mau. Hệ thống rừng ngập mặn, rừng đước, rừng mắm sẽ giữ lại phù sa bằng các rễ của mình. Sau đó thì khi triều rút thì quả của các loại cây này sẽ ghim xuống bùn và theo một chu kỳ nhất định thì sẽ hình thành một cái vạt rừng mới. Chút nữa thì chúng ta sẽ coi kỹ bản đồ vệ tinh nha. Tuy nhiên vì hiện nay thì phù sa vùng hạ nguồn sông Mekong là giảm đi rất đáng kể nên chính dòng chảy này còn khiến cho tốc độ bồi lắng giảm đi và nhiều khu vực thì còn đối diện với tình trạng xâm thực. Nên ở mũi Cà Mau hiện nay thì chúng ta chứng kiến cả hai quá trình là bồi lắng và sạt lở. Mũi Cà Mau không còn là điểm cực nam. Nói thì có vẻ nghiêm trọng nhưng thực tế thì rất bình thường. Chúng ta quan sát đây là những đoạn phim rất đẹp về mũi Cà Mau, điểm cực nam trên danh nghĩa từ bao đời nay. Thì ở trên cột mốc ở khu vực này có ghi vĩ độ là 8 độ 37 phút 30 giây. Nhưng trên thực tế thì có một điểm khác nữa có vĩ độ thấp hơn, đó chính là điểm này đây. Hiện tại thì nó có vĩ độ là 8 độ 33 phút 46 giây, thấp hơn gần 0 độ 3 phút. Đó là hệ quả của việc bồi lắng mà chúng ta đã nói lúc nãy. Vì điểm này nó nằm ở giữa theo chiều ngang Đông Tây, nơi gặp nhau giữa hai bên biển, cho nên là bên này đẩy qua bên kia đẩy lại. Thành ra hiện tượng bồi lắng thì diễn ra mạnh mẽ nhất, chỉ có mấy chục năm nay mà đã thay đổi rất nhiều. Chúng ta cùng xem bản đồ của Google nha. Dữ liệu thì chỉ có từ năm 1984. Trước đó nữa như thế nào thì chúng ta không chứng kiến được. Dù sao thì chúng ta cũng đã hình dung cơ bản là như vậy rồi. Nói điều vừa rồi để mọi người ở xa có thể nắm được thực tế. Còn điểm cực nam nằm ở vị trí nào thì thực ra nó cũng không quan trọng lắm, vì nó cùng nằm trong huyện Ngọc Hiển. Càng có nhiều điểm như vậy thì càng có cớ để mà chúng ta tham quan được nhiều địa điểm đa dạng hơn. Phía mũi Cà Mau thì có các quần thể công trình hiện đại và đa dạng. Còn ở điểm cực hiện nay là ở khu vực bãi Khai Long, ở phía ngoài cũng đã được vẽ bảng để là điểm cực nam tổ quốc. Hôm đó thì em không có nhiều thời gian nên là không ghé ghi hình cho mọi người xem được. Như lúc đầu em đã nói, huyện Ngọc Hiển có lợi thế cạnh tranh là vị trí, thành ra ai cũng muốn một lần đặt chân đến tận cùng trời nam của tổ quốc. Nên hàng năm thì nơi này đón vài trăm ngàn cho đến 1 triệu lượt khách. Doanh thu ngành du lịch năm rồi là khoảng 500 tỷ đồng. Người ta sẽ đi len lỏi qua các cánh rừng và nhìn thấy nơi các vùng biển gặp nhau, lắng lòng mình hình dung về tầm vóc quốc gia và lãnh thổ non sông. Siêu cảng quốc gia. Trước những sự chuyển động của dòng chảy hàng hóa trong tương lai thì từ năm 2012 thì chính phủ đã yêu cầu các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau nghiên cứu báo cáo khả năng đầu tư cảng nước sâu ở khu vực phía Nam để làm căn cứ bổ sung quy hoạch phát triển cảng biển tại khu vực. Và khu vực quần đảo này, Hòn Khoai, là có vị trí đặc biệt nhất. Thậm chí nhiều người mơ mộng thì còn hy vọng đây sẽ là một cái siêu cảng quy mô lớn nhất của quốc gia. Quá trình chuẩn bị thì cũng đã mười mấy năm nay rồi, nhưng có lẽ chưa có tín hiệu nào để cho thấy thời điểm nào sẽ được chính thức ấn định và thực hiện. Thực ra thì cái vai trò của siêu cảng này nó còn chờ đợi tín hiệu từ kinh đào Kra miền Nam Thái Lan. Giả sử kinh đào đó mà được thực hiện thì Hòn Khoai sẽ nằm ở trên luồng hàng hải quan trọng của thế giới, chứ không riêng gì của Việt Nam. Nhưng thực ra đối với Thái Lan thì họ cũng đối mặt với những cái vấn đề riêng của họ. Về vấn đề này, trong đó có cảng Hòn Khoai, mình sẽ để tâm và nếu có tín hiệu gì thì chúng ta sẽ nói tiếp. Giả sử nó được xây dựng thì phải đón được tất cả các loại tàu hiện có, đó là những loại tàu đang di chuyển trên tuyến hàng hải qua eo biển Malacca. Đồng thời, khi xây dựng cảng tại Hòn Khoai
thì người ta cũng sẽ phải xây dựng cầu cảng từ đảo này về bờ tầm khoảng 15 đến 17 km và đầu tư một cái hệ thống đường bộ quy mô lớn, hoặc là nối dài các tuyến cao tốc từ Vũng Tàu qua Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau cho tới đất mũi, với một cái chi phí đầu tư phải nói là rất là lớn. Và huyện Ngọc Hiển khi đó sẽ không phải như mà chúng ta thấy bây giờ, có khi nó trở thành một cái trung tâm logistics của quốc gia. Điều đó thì có vẻ hơi xa xôi. Còn huyện Ngọc Hiển bây giờ thì đang tận dụng nguồn tài nguyên tự nhiên, đó là gió. Vì có ba mặt giáp biển nên huyện Ngọc Hiển có đầy đủ tiềm năng phát triển điện gió. Hiện nay trên địa bàn đang triển khai 3 dự án điện lớn, chiếm khoảng một nửa tổng số dự án phong điện tại Cà Mau. Đó là nhà máy điện Tân Ân, Viên An và Khai Long. Trong đó thì nhà máy điện Tân Ân, Viên An có tổng công suất là 150 MW, được xây dựng trên 30 tua bin, kinh phí hơn 6.700 tỷ đồng. Và dự án phong điện Khai Long 1, công suất 100 MW, 6.300 tỷ đồng. Các dự án đang trên đường để hòa vào lưới điện quốc gia. Trong hình là nhà máy điện gió Viên An. Hôm mình ghi hình thì hình như đã hoàn thành việc chạy thử nghiệm và đang hoạt động. Trước khi kết thúc video này, chúng ta nói một chút về vườn quốc gia Mũi Cà Mau, khu rừng ngập mặn nguyên sinh lớn nhất cả nước. Khu vực phía nam tỉnh Cà Mau có hệ thống rừng cây dày đặc chiếm phần lớn diện tích tự nhiên. Trong đó thì vườn quốc gia Mũi Cà Mau nằm về phía tây của hai huyện Ngọc Hiển và Nam Căn, chủ yếu trên địa bàn các xã Đất Mũi, Viên An, Đất Mới và Lâm Hải. Người dân ở đây thì có câu là cây mắm đi trước, cây đước theo sau, ý nói đến quá trình lấn biển để tạo ra những bãi bồi tự nhiên ở vùng này. Cây mắm thì nó sẽ mọc trước, xong rồi đến một lúc nào đó sẽ bị sâu hại làm cho hư cái cây đi, và những cái cây đước ở phía sau sẽ mọc đè lên và hình thành nên những vùng đất mới. Dưới tán rừng thì các loài sinh vật đến sinh sống như là tôm, cua, cá thòi lòi, cá bóng sao, còng gió, ba khía, ốc len, sò huyết là những cái sản vật đặc biệt của vùng rừng ngập mặn Cà Mau. Với dân số sống trong vùng này là gần 55.000 người thì người ta chủ yếu dựa vào rừng để mà sống, nuôi trồng, khai thác các sản vật địa phương. Với diện tích 41.862 hectare thì đây là khu rừng ngập mặn nguyên sinh lớn nhất cả nước. Đồng thời với ý nghĩa sinh thái quan trọng, nên năm 2010 cùng với vườn quốc gia U Minh Hạ, nơi đây đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Năm 2013 thì vườn quốc gia Mũi Cà Mau cũng đón bằng chứng nhận khu Ramsar thứ 5 Việt Nam và là khu Ramsar thứ 2088 của thế giới. Huyện Ngọc Hiển được đặt tên theo một nhà giáo yêu nước, Phan Ngọc Hiển, lãnh đạo khởi nghĩa tại Hòn Khoai trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Vì yếu tố địa lý tự nhiên hơi đậm đặc cho nên là có thể khó xem, nhưng chắc chắn có một số ít anh chị đã lấy làm hứng thú. Mong nhận được sự đăng ký từ các anh chị. Xin chân thành cảm ơn.